Đây là toàn cảnh sau bữa cơm và lúc trưa mình đang quay dở cái phần 2. Mình đi về nhà nghỉ. Thì bây giờ mình quay lại. Bây giờ là hơn 2 giờ chiều rồi các bạn ạ. Mình quay lại đám cưới để quay phong tục ở đây cho bạn cùng xem. Có vẻ là mọi người đang say hết rồi. Đây các bạn ạ, cái chỗ mà lúc ở cái phần 2 mà mình hỏi giải ra ai say rượu thì sẽ ngủ ở đây. Đây mọi người không biết là đang làm cái phong tục lý luật gì ở trên này thì mình không biết rõ. Anh ơi, đây là mọi người đang làm cái đang là cũng bữa trưa là trong gia đình thì có nhiều bữa, nhưng mà bữa trưa là bữa trưa đêm ấy. Đấy, khi mà là hai nhà chuẩn bị ăn ấy thì phải làm bữa này cho anh ba trước, cho các cụ trước đấy, làm cho anh em trong gia đình và cho những người mà đến dự đám cưới mình. Còn đây là bữa đó mình mời người ăn. Bây giờ là cúng cho ma trước xong rồi tối mình ăn bữa tối đấy ạ. Tính như phong tục ngày xưa thì bữa này xong thì tính là bữa này là cả ban đêm cơ, nhưng mà do là bây giờ thì mình chỉ tổ chức một ngày thôi, thế là mình phải tổ chức xong trong ngày thì tầm khoảng 3-4 giờ thì mình phải chuẩn bị cho bữa. Cho em hỏi chút được không? Có phải là ai cũng được đứng ở đây hay là như nào ạ? Không, ai đứng những cái này thì ai cũng có thể được đứng, nhưng mà mình phải biết tiết cúng thì mình mới được vào ở đây cúng. Mình mới được vào nói những câu này. Những câu này thì chủ yếu là mình cúng những người mà không ở trong mình ở đây. Ở đây ai, những người đứng ở đây là ai cũng biết cúng hết đúng không ạ? Tất cả ba người này đều biết hết. Vâng. Ba người để xem thôi. Được biết hết. Thế là cái miếng thịt mỡ với lại miếng cơm đấy lát nước có ăn không ạ? Hay như nào? Miếng thịt mỡ này thì ba người này thì khi mà nói xong cái này thì ba người này sẽ cùng được miếng thịt đấy. Còn trong cái âu này, những cái thịt ở trong này thì chỉ chủ yếu là những cái người chủ yếu mình cúng thì mình lấy những cái miếng đấy cho người ta, phải là lấy cho người ta ăn thôi. Còn miếng thịt to này thì chủ yếu là ba người kia là người ta sẽ cần về. Có ba miếng thịt to này là để cho ba ông thầy đang cúng này sẽ được phần về đúng không? Sẽ được phần về. Ba miếng thịt bé đúng không? có cả ba miếng thịt bé, chín cái miếng thịt bé, nó xiên hết vào nhau là thành làm phần rồi, xiên hết vào nhau đó là thành một cống hết cho mình để xin bé cho xiên miếng thịt to này, chín miếng thịt bé nữa vào một xiên là phần về. Cúng này có còn lâu không ạ? Khi mà thầy cúng bên này cúng xong thì đến thầy cúng anh bên này xong thì bây giờ đến ông là anh này là đến từng người một ạ, từng người một, hết ba người. Khi mà ba người nói xong thì hết. Thế là mình cúng xong rồi bữa tối nay mình có thể ăn được trước rồi, cúng cho ma trước rồi bữa tối mình mới được ăn. Khi mà mình ăn thoải mái, mình ăn thoải mái, nhưng mà cái này là mình phần dành cho chỗ các cụ, chỗ các cụ là những cái người mà đại diện hoặc là đại diện như thế này, những cái người mà người ta đi ra ngoài đi đâu đó, người ta đến chỗ mình ở đây á, người ta sẽ biết là mình ở đây mình tổ chức đám cưới thì mình cũng không có một cái phần gì để cho những người mà mắc bệnh gì hết. Vâng. Đấy, mỗi nơi một cái phong tục riêng
vì mình cũng lần đầu tiên được xem và biết cái nét văn hóa của đám cưới của người Mông ở trên này các bạn ạ. Thế như nào thì mình cũng quay từ đầu đến cuối cho các bạn xem rồi đấy. Tức là thịt mỡ với lại cơm ở trên thuyền đây chỉ để cúng ở đây thôi đúng không? Chứ không cúng, để ăn đâu đúng không? Cầm cúng. Chỉ cầm đây là để cúng thôi đúng không? Không, không ăn. Không ăn. Thế xong là đổ xuống đây ạ. Chiều bà xin ban mang về nhà. Anh biết hát cái bài đấy thì 3 người thôi. Cái này là 3 người đối đáp nhau. 3 người đối đáp với nhau. Tức là vừa lại mình xong thì mấy người lại nhìn đại thịt đấy. Bây giờ 3 ông thầy đối đáp nhau xong sẽ được phần gia đình làm phần hết rồi. Có lẽ là bài cúng ở đây khá là lâu đấy các bạn ạ. Đây xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Vừa được một người thôi ạ. Có một người. À cho thìa cơm này, miếng thịt mỡ này, một thìa canh này. Thìa nước canh. Số khá cháy mất chỉ mình tùy theo cái tôi cũng này và đó cũng này cho nên là không còn giữ một thìa nước nước thịt thôi. Ông một mình chú này nói rồi à? Mỗi người làm sẽ làm 3 bài. À. Nếu là mình biết nhiều thì mình có thể nói nhiều hơn. Nhưng mà thông thường thì chủ yếu là như này thì làm 3 bài thôi. Vâng, vâng. Mỗi người 3 bài. Ít nhất là mỗi người 3 bài. Rồi mình sẽ sang bên này xem có gì ai ai mình quay cho bạn xem nhé. Nhà uống hết bao nhiêu can rồi chú? Hết bao nhiêu can rồi? Cái gì? Rượu à? Rượu á? Vâng. Chắc là cuốn cảm lên 300 lít. Dạ? 300 lít. 300 gì ạ? 300 lít. Uống hết 300 lít rồi ạ? 3 tả. Úi dồi ôi. Đây là còn mới ít đấy. 300 lít. Bây giờ còn thêm 2 tả. Hôm nay cho đến hết ngày mai rồi nó phải thêm 200 lít nữa là phải tầm 500 lít rồi đấy. Tầm 500, 600 lít đấy. Còn 2 ngày, 3 ngày nữa mà. Có phải đã ăn hết bữa này xong nào? Bây giờ còn chưa đám cưới xong đâu các bạn ạ. Mà đã uống hết 3 lít, 300 lít rồi. Con rể với này con hôm qua thì hết sẽ còn bữa cơm tối nay sáng mai và ngày mai một ngày nữa. Hôm nay là làm bữa cơm cho hai con thôi, còn gia đình nữa. Gia đình là tối nay ngày mai một ngày nữa. Thế là ăn nhiều hết đấy. Uống nhiều, uống nhiều, uống nhiều rượu hết đấy. Chú rể uống tầm bao nhiêu lít rồi? Tầm 3 lít rồi. Tầm 3 lít rồi. Căng thẳng hết đấy nhỉ. Hôm nay là chú rể cân hết rồi. Cân hết. Hôm nay chú rể cân hết tất cả. Hôm đấy thì buổi đồi thông ở dưới xung quanh nhỉ. Ờ xong thế nào nữa? Xong rồi mấy anh đấy lên nhà nói chuyện với nhau. Ờ thế xong tức là anh ấy lại không gặp em ở đồi thông ngay mà lên nhà để nói chuyện với mẹ trước. Sau đó anh ấy di chuyển xuống đồi thông à? Không, mới chuyển xuống đường. Lúc đấy về là muộn rồi, tối. Rất là 5 giờ chiều. Đi nướng gà về xong về đến đây 5 giờ chiều. À tức là mấy người là cả một nhóm em đi luôn. Cả hai là nướng gà dưới đấy. Xong lúc đấy tất cả kéo về đây. Và cả hai nói chuyện với này bố em đúng không?
Thế xong là bố đồng ý một phát là đón em về luôn à? À, cũng không phải đồng ý, bảo là xin phép ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. À, tức là kiểu là nói dối thế đúng không? Yêu nhau nhưng lâu chưa? Thật ra là đưa em về bên kia luôn đúng không? Rồi đi ra ngoài chơi. À, thế xong là đến ngày hôm sau à? À, 3 ngày sau em mới quay về đúng không? À, đến ngày hôm sau thì nhà trai sẽ có người ra bảo là con trai đã đi. À, tức là ngay ngày sau là nhà trai phải có một đoàn sang để báo cáo tình hình đúng không? Không thì bố em sẽ lên công an trình báo là em bị mất tích đúng không? Đúng rồi ạ. À, đấy đấy, để các bạn hiểu rõ về cái tục bắt vợ của người Mông hiện nay bây giờ. Không phải bắt, em tự nguyện mà. À, không. À, tự nguyện. Như vậy vẫn là bắt. Cho phép là trong vòng một tuần không báo cáo. Tức là đấy là gọi là lừa bố vợ một cách rất là ngọt ngào. Đấy, và chỉ bảo là cho con gái đi chơi một chút thôi. Nhưng mà em với chồng em yêu nhau lâu chưa? Chưa nói lời yêu bao giờ. Chưa nói lời yêu bao giờ. Nhưng mà quen nhau 3 năm rồi ạ. À, có tình cảm rồi. Là gặp phát yêu luôn hay là như thế nào? Đúng một cái gặp bởi vì luôn, bởi vì em gái của anh đấy là bạn học đấy, nên là em hai lên trên cái để chơi. À, để đây là có tình cảm với nhau rồi. Không. Chơi thân với em gái của trai. Biết rồi nhưng mà lên đấy. Chơi thân với anh cay, coi anh cay là anh trai, coi là bạn luôn nhưng mà. À, bây giờ là anh trai nuôi luôn còn gì nữa. Với lại là thật ra là mình có tình cảm với nhau này, mình yêu nhau thì mình thể hiện bằng cử chỉ, ánh mắt, lời nói đúng không? Chứ không nhất thiết là mình phải nói là anh yêu em đúng không? Đấy, bên ngoài thì thật ra chưa nói lời yêu nhưng thực ra là hai người đã sắn quấn quýt với nhau rồi đúng không? Đấy, sau đó là em là tự nguyện để cho anh ấy bắt. Là số phận an bài rồi, gọi là tự nguyện đầu tiên rồi. Chứ không thì các bạn xem những cái video người ta dàn dựng bắt vợ trên mạng thì cứ tưởng là thích cáng thì lên vồ cáng cái mang về là không được đâu. Anh cứ nói như thật. Anh Tử có bắt không? Hỗ trợ luôn. Anh thì là anh thích cáng rồi nhưng mà bây giờ là được thêm bà la bỏ cho một chiếu này. Đây hỗ trợ. Chiều mai rảnh rồi xong rồi ba anh em mẹ đi nướng gà nhá. Xong rồi anh lại quay về nhà cáng xong rồi anh bảo bố mẹ là anh cho cáng cái chơi với anh một chút. Là cái sự của kiểu cay cay với bà la. Anh đi nướng gà. Đấy là cái cách tiếp cận và bắt vợ ở trên. Thảo nào là câu chuyện mình là đi từ con gà lên, thảo nào hôm nay nhà em thấy nhiều gà, đến cả cỗ có trứng gà kìa các bạn. Mổ rất nhiều gà vì là cốt chuyện nó từ con gà mà ra. Đặc trưng của cái câu chuyện tình cảm của trong này rồi. Trong cái lúc mà tổ chức các thủ tục ở bên nhà gái này thì chủ yếu là chú rể và cô rể tham gia, còn cô dâu thì gần như là không tham gia một chút gì vì cái việc này cả. Em uống nhiều lắm rồi. Đi. Uống với em phải uống 10 ly chứ uống 1 ly uống gì? Uống 10 ly nhằm nhò thì anh phải uống hẳn 1 ca. Thế thì còn cá này tí thôi. Anh chưa thôi anh cũng uống được rượu đâu. Toàn các cao thủ thôi. Ấy, uống cạn luôn. Rượu không biết là hết bao nhiêu cam rồi. Đây là toàn bộ đồ bên bên nhà gái cho cô dâu về bên nhà chồng nha các bạn nhé. Bên nhà gái cho nhà trai. Đấy, gồm song chậu. Cái này là máy khâu hả chú? Song chậu, máy khâu này, ấm chén, phích, chăn chiếu. À đây. Ôi,
Cô dâu khóc sướt mướt luôn. Đây, có thua quá mà, có thua quá. Đón được dâu rồi các bạn ạ. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ xuất phát sang bên nhà trai. Mời các bạn theo dõi tiếp video. Thì chặng đường đi thì mình sẽ quay cho các bạn xem đấy. Ừ, chúa rồi, tiến không cả vô tới cái mảng mất trong cả. Đây, đây là cái đám cưới mà xúc động nhất mà mình đã từng chứng kiến các bạn ạ. Em ra xúc động viên cô dâu nhưng mà nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Mình đứng quay mình sắp khóc ra cùng với đây. Chết à? Chết à? Lấy nấu chia Cô dâu không nỡ về nhà chồng các bạn ạ. Đây bây giờ cô dâu chú rể lên xe chuẩn bị xuất phát về bên nhà trai nha các bạn nhé. Có lẽ là cô dâu rể ngồi ô tô nên là trên chặng đường đi thì mình sẽ không quay nữa. Đến nhà trai thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Mời các bạn theo dõi tiếp video. Không phải là người khóc nhiều nhất à? Lần đầu tiên em thấy một cô dâu khóc nhiều như thế ấy. Bọn em mà đứng ngoài bọn em cảm giác muốn khóc luôn ấy. Thì ở đây có người khóc nhiều hơn. Có gì cơ? Có người khóc nhiều hơn. À vẫn có người khóc nhiều hơn nữa cả. Ôi mũi, mũi chị này cao nhỉ? Như kiểu nước mũi. Mũi lõ. Rồi anh em mình xuất phát sang bên nhà trai thôi.